bán đi. Cắt mấy trời ơi, tiền gì phải đi khỏi trả tiền. Để đi tôi lo. Để đi tôi lo. Bông trang sen 2 triệu. Tiền mới đi gấp rồi. Trang sen nở rộ lên đẹp quá. Bông này bông gì chú? Cái đó bông cúc kim cương con. Nó lâu vàng lắm. Dạ, vậy là nghiêm trọng chú. Cái đó 35 ngàn. Vậy con trồng hết bông này nó có bông khác hoài nè. Ví dụ hết thì còn bắt đầu nhấp đọt rồi ra bông khác nữa. Cúc kim cương ha. Kim cương. Cái này cũng vậy luôn mà nó đủ màu hay gì chú? Đủ màu nè, chú nói luôn nè. Chú ghép hay là không, trong này nó hai cây luôn vậy? Trồng sen vô. Chứ này đâu có ghép được. Trồng sen cây. Chú chậu hồng bên đó nhiêu chậu chú? Hả? Chậu hồng bên đó nhiêu chậu? Cái lớn 14 chục, cái nhỏ 50 chục. Chậu hồng này nhiêu chú? 30 thôi. Rồi trong đó? Tụi nó bán rồi. Cũng 30 bán rồi thôi. Cái bông này bông gì chú? Cái này lửa hổ. À lửa hổ hình như chị bệnh được nữa. Vì nó phong thủy đó. Thuộc bài. Cây này cái gốc nó đã ta. Thôi. Cái đó cây kim ngân đó con ơi. Dạ. Kim ngân dạng lượng vậy hả chú? Dạng lượng là khác nữa. Dạng lượng là có trái. Đó nó có. Dạ. Cái này kim ngân, này kim ngân trồng con thủy. Chú bên là bên làm qua Sa Đéc ở khúc nào? Qua ngay làng qua luôn. Hả? Con quay phim gì nè, con đưa lên YouTube cái người ta nhắn là kêu qua làng qua quay mà con không có không đi. Làng qua ở gần Happy Land không chú? Hả? Ở gần Happy Land không? Ở Hồng Thi đó hả? À dạ. Hồng Thi là ngày xưa là đất cái cầu qua là đất của chú ở đó đó, nhưng mà giờ chú trời bên kia. Vậy hả? Chú Hùng bến của cái cầu qua của nó là đất của chú đó. Chú Hùng Thi Happy Land đó. Ừ. Chú gần đó không? Chú bên kia. Cái đó là chú đất nhà của chú ở đó đó. Rồi chú bán lại hả? Bán cái đó rồi. Ủa không? Bây giờ là gì? Giờ là hút rồi. Bởi vì mới tức. Còn cái này cái gì chú? Cái đó cây cái này lạ nè. Ngủ gia bì. Lạ lạ đi, nó mẹ cây lạ lạ. Cái đó cây ngủ gia bì. Phong thủy hả chú? Phong thủy. Cây lạ lạ. Ủa con biết cái này nè, cái này cái dâu tầm ăn phải không ta? Bộp. Cái bông bộp. Cái lá giống như dâu tầm ăn. Cái này cũng bông bộp. Đúng rồi. Bụp màu cam đó ta, ngổ ta. Màu cam, màu đỏ, màu vàng. Màu vàng nè. Dạ. Cái này màu, màu đỏ nè. Dạ. Màu hồng nữa, màu hồng nè. Đúng màu chưa? Ừ. 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 Chú, cây này tên gì chú? Cái đó gấm rồi, gấm sọc. Ở gấm để đó đó. Ở dài con thấy người ta trồng mà không biết. Hả? À? Cây này con là cây gấm hả? Nó gấm sọc. Gấm sọc dây leo nè mọi người ơi. Gấm sọc. Còn này cái này cái gì ta? Thì bông bông mới nói quên mất tiêu rồi. Cái đâu? Có vợ Yến Thảo. Dạ Yến Thảo. Dạ Yến Thảo. Tên đẹp quá. Ờ tên đẹp mà. Không có màu, nhìn cây cũng màu đẹp, không đẹp.
đây là gấm sọc, bên đây là dạ yến thảo. Rồi chú địa chỉ đâu đọc nè, mới mốt tôi lại tôi mua. Địa chỉ đâu chú? Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ bà bán thương hiệu điểm hả? Cơ sở hả? Chú không cơ sở chứ trồng tại nhà không à? Sa đéc. Là qua sa đéc thì chú trồng tại nhà, cũng nhà nào cũng trồng vậy đó. Vậy là ở làng hoa sa đéc. Các bạn đi dài dài làng hoa sa đéc kiếm chú mua. Nãy chú nói cây này cái gì quên trời. Cái đó chúc huy hoàng. Chúc huy hoàng. Cái này giống giống chút khác. Chút huy hoàng. Còn này cái nó khác, cái ngủ da bì, còn cái chút huy hoàng. Dạ. Cái này ngủ da bì nè mọi người, cái chút huy hoàng. Cái này để lên bàn làm việc được nè, để lên bàn làm việc. Mấy người tôi cho phong thủy người ta biết chú ơi. Cái này cây lửa hổ gấm sọc. Nhớ nha, nhớ nha. Cây này là cây gấm sọc, ở nhà có trồng nè. Gấm sọc. Sao ổng chất vô hết trời? Bây giờ ở dưới làng hoa, dưới nhà nào cũng có. Trồng nhà chạy chú bán cái này chút kia được. Cái này cái gì trời? Cái tài cái gì á. Cái phát tài. Tài đó. Cái này cái gì chú? Cái đó không biết luôn. Để phân vô hay gì nè. Cái nào? Nè. Để làm màu mè cho ấy cái phân kiếp gì. Cái này cái gì chú? Đa bút đỏ. Trời ơi, đủ thứ tên chứ. Đủ thứ tên sao mình biết chưa hết. Đa bút đỏ. Rồi cái này cái phát tài phải không chú? Ờ, phát tài. Mấy người làm việc á, người ta hay để bàn. Ờ, để bàn. Để bàn á, đẹp. Này, để bàn mình lấy nước trong đầu nó xanh lên mình đẹp. Cái phát tài. Cái đa bút diệp gì đó. Cái hồng này 30 ngàn chậu hả ta? Ờ, ta mua rồi. Người trong đây chắc phát tài đỏ quá. Này nè chú. Này phát tài đỏ nè, thấy không chú? Phát tài đỏ đó. Phát tài đỏ nè, phát tài xanh. Cái này mình để bàn, nó kia nó bự. Dạ. Cái cây thuộc bài xanh. Mình đã gì đâu. Nhiều cái mình đâu biết. Trời ơi, giờ nó ra giống mới, giống mới, giống mới. Đây, chú ở làng hoa sa đéc, chú lên chợ Lấp Giò bán này nha mọi người. Cái xương gồng cúc Đài Loan. Ồ, cây đinh lăng này gốc bự ghê ta. Đinh lăng này đinh lăng hương hay đinh lăng gì chú? Đinh lăng hương. Đinh lăng hương. Đó. Này nhiêu chậu chú, đinh lăng này nè. 60 gốc bự ghê. Này về làm thuốc được. Có bị lá nấu nước uống cũng được. Nấu nước uống. Cái thân của nó chặt làm thuốc. Cái lá nấu nước uống là thơm lắm. Ông bán cây ổi như thế này. Đủ cây chưa? Bye bye mọi người nha, mình kết thúc video.
chú chuẩn bị chú về rồi.